Một thống kê buồn cho ai fan Thiên Chiêu: kinh tế Mỹ tăng trưởng 0% trong 10 năm. Kinh tế Mỹ tăng trưởng 0% trong 10 năm. Trung vẫn không bằng Mỹ. Có 10 năm ngắn quá em. Đòi gỡ đâu 50 năm lận em. Gì à, tàu vô gánh công nghệ được không anh? Thì em nhìn heo quay đó. Thì công nghệ có heo quay gánh ai gánh nữa? Đúng không? Nói về công nghệ thì heo quay là nhất nhì ở bên Thiên Chiêu rồi đó. À, Fed tăng lãi suất có ảnh hưởng đến kinh tế Nga không anh? Giải thích cho em hiểu. Không đâu em. Nền kinh tế Nga độc lập với nền kinh tế Mỹ. Hiểu không? Bây giờ nền kinh tế Nga độc lập với thế giới luôn rồi mấy em. Kỳ vậy nha. Nên gọi là nền kinh tế Nga theo anh bây giờ là bất tử trước những lệnh cấm vận luôn rồi đó. Chỉ có ông tỷ phú kia đưa 1 triệu, 1 tỷ cà phê thôi. Ông tỷ phú đó, ông đó là I don't think so. I strongly disagree with Duy Nguyên. As his point, tôi cảm thấy phê quá nên tôi phải lobby một tí. Anh có dây ngân hàng để đầu tư vận hành không anh? Ủa, trả lãi giàu luôn ha. Giờ doanh nghiệp hỏi có dây ngân hàng không? Này hỏi câu thơ ngay giả man. Doanh nghiệp nào nợ lớn nhất Việt Nam không? Ai comment đúng, anh khen. Còn bây giờ em hỏi anh có dây không? Anh nói anh trả lãi giàu luôn. Giàu cho người ta nha, nhưng mà giàu cho anh. Cái tiền lãi hàng tháng mà nói ra tụi em xỉu luôn á. Sợ cả đời tụi em kiếm chưa được luôn. Mà nói cả đời kiếm chưa được nó hơi lố không em? Khi chúng lô chúng đề ba má cho rồi nó biến cố lắm. Em là doanh nghiệp bao nhiêu lời em tái đầu tư cho nhà máy công nghệ đúng hay sai anh? Dữ rồi em. Anh nghĩ nên bào doanh nghiệp mình hay là tái đầu tư nữa? Bào doanh nghiệp lần sau, doanh nghiệp của mình sao bào được trời. Cái gì thông thường tài sản doanh nghiệp sẽ được tính tài sản và vốn, không tính các khoản vay thế chấp đúng không anh? Cái tài sản của doanh nghiệp nó ảo lắm mày ơi. Tài sản doanh nghiệp ảo lắm, không thực tế. Nên cái vấn đề tài sản của doanh nghiệp chỉ mang cái trị tham khảo thôi. Anh nói về kinh tế hiện tại của Việt Nam đi ạ. Nói chung Việt Nam vẫn làm ăn em, túc tắc này nọ kia, phát triển kinh tế, đổi mới kinh tế, hoàn thiện hạ tầng cơ sở đồ, để cho người người tập gym, nhà nhà tập gym, mỗi người một bác sĩ. Lào sắp vỡ nợ đúng không anh? Bảy nợ của Trung Quốc đúng không ạ? Thì giờ chuyện rỗi bằng ngày rồi nói gì nữa. Thì cái vụ hồi xưa, cái vụ đường cao tốc là anh cản rồi. Anh cãi không nổi mà em, anh nói làm cái đường đó chắc chắn không đi nổi, tiền đâu đi. Cứ cãi, 6 tỷ đô, trời ơi. 6 tỷ đô quá thì nhẹ nó nhỏ, nhưng mà xét về cái GDP của Lào nó rất là lớn. Rồi bên kia thì bị dính casino. Ở dưới Lào xíu đó bạn, nước nào đó dính casino. À, Nga bỏ ra hàng chục tỷ đô để chiến tranh, nhưng thu về lời hàng trăm tỷ đô, Nga tính cả rồi. Tin mới cập nhật từ Tele, quân Ukraine đang tiến vào Luhansk. Liman xong game rồi. Và Severodonetsk dự đoán được tiếp thu sớm. Làm gì có cái nào Luhan, em nói cho nó rõ nha. Cái vùng Luhan là cái vùng đất rất là rộng, phải không? Nó là một cái tỉnh mà trong tỉnh nó gọi là nó many city. Ok? Thì trong cái tỉnh Luhan nó có cái city gọi là Capital of Luhan called Severodonetsk. Thì bên kia sông nhìn qua, đối xứng bờ sông, hiểu không? Là tỉnh Sakichan. Ok, có tên Ukraine này anh đọc có thể không chuẩn em, tên nó khó đọc quá. Thì á, là bị cái hai cái tỉnh đó là ngày trước á, là Nga quýnh cho Ukraine bỏ chạy. Nhưng mà Nga quýnh vô hai tỉnh đó cũng cực lắm nha, không phải giỡn đâu nha. Thì bây giờ nếu mà có tấn công thì phải giành lại hai tỉnh đó. Là hai tỉnh đó là hai tỉnh Kyrovin. Sorry, đó là city chứ không phải tỉnh, đó là city. Hiểu không? Còn Liman là xong game rồi. Nga đang làm phương Tây suy yếu nên phương Tây bỏ ý định cung cấp vũ khí cho Ukraine đi. À, biết comment của ai gọi gì đúng không? Có để cái bản đồ tiếng Ukraine em chịu luôn hả? Còn giờ nếu mà thế trận, bản đồ Ukraine tôi thuộc đầu luôn rồi đó. Họ tôi nhìn ghê lắm mấy bạn. Giải phóng được Mariupol nữa một cái là Nga rất kẹt luôn á. Tại vì Mariupol á, thứ nhất nó là cảng thì không nói rồi, nhưng mà bây giờ á là từ miền Nam mà đi qua tới miền Bắc á, dưới miền Tây á, ở dưới miền Đông á là phải đi qua Mariupol. Mà giờ bụp Mariupol phát một là bị cô lập giữa hai kia, không tiếp viện được. Hiểu không? Nên ngày xưa đó là Nga mới quyết quốc Mariupol. Bên kia quyết thủ. Đó, nó vị trí nằm chỗ đó. Nga xa lầy. Sẽ phải rút quân cho dù chiếm được cả Ukraine. Theo anh cục diện thế nào? Thì khi phóng heo thì đã thấy được kết quả rồi chứ còn gì nữa.
Giờ cho dù anh nói với em rồi, kịch bản mà Nga chiếm hết Ukraine đi chăng nữa, anh cũng không thấy Nga thắng. Vậy thôi. Đó. Nên cái dáng cờ này không thể thắng được. Có nếu mà nói thắng là thắng trong việc giành đất thì ok, nhưng mà trong việc giành đất không đủ để khẳng định trên cả một cái thế cuộc. Ngày trước có tin ông tỷ phú, người ông tỷ phú Nga là ông nói ông gửi tiền cà phê cho Ukraine tỷ đô á nha, gửi tiền cho cà phê cho Ukraine tỷ đô để cho châu Âu tha ổng, tức là châu Âu đang cấm vận với phong tỏa tài sản của ổng. Thì bây giờ nói thôi, tôi nói chung là tôi cũng dân làm ăn này nọ thôi, kiếm tiền không kiếm chuyện, thôi gửi bạn tỷ đô để bạn tái thiết đất nước này nọ kia, thôi tha tôi đi. Không biết sao rồi. Mà cái kèo này không biết sao, không biết là có được chấp nhận hay không thì không biết. Em nghĩ sắp tới EU phải vịnh Ukraine chứ, để Nga bật bãi sớm thế này thì EU và Mỹ không đạt được mục đích nếu dò Nga, thì ai biết chuyện của mấy ông lớn. Thì bởi vậy mấy ông lớn mới cung cấp vũ khí nhỏ giọt đó. Mà sao lại phải làm nhỏ giọt khi mà nếu dò thì? Tại để cho Nga xa lợi. Mục tiêu phương Tây để cho Nga xa lầy Nga yếu chứ gì đâu. Vì Nga tuyên bố hạ hơn 450 lính Ukraine ở tỉnh Kharkov, thu được nhiều khí tài sao chạy ta. Trong đây có tin là thu được nhiều khí tài nữa. Mà thường chạy là bỏ của chạy lấy người. Có nguồn tin là chạy bộ nữa mấy em. Cái đó chưa xác thực, báo chưa đăng nha. Nhưng mà có nguồn tin chạy bộ 270 km. Trời ơi. Em nói oh my god, khỏe dữ vậy, chạy bộ 270 km. Đánh vậy mới được gọi đầu tư khí tài xếp win luôn. Ai cho hàng nóng nữa. Đúng chính xác. Đồ anh bán mắc quá không mua được. Rồi cảm ơn tấm lòng của em nha. Mua súp được rồi em. Gì toàn tin từ phương Tây bịa ra thôi anh ơi. Nó bịa kệ bà đó mày ơi. Tao nghe tao để lỗ tai thôi. Tao cũng không quan tâm đúng hay sai. Chừng nào chứng cứ nó lòi ra cụ thể thì anh mới biết là đúng hay sai. Nhưng mà giờ anh thấy nó khịa ra đúng hơi bị nhiều á. Chút chờ tiếp. Đại khó đó. Giỡn thôi nha. Vì Nga rút quân trước mùa đông có lẽ là chiến thuật hay. Rồi rút quân xong rồi làm gì nữa bạn? Chiến thuật nó phải có từng bước. Giờ bạn nói là chiến thuật hay, vậy rút quân xong rồi làm gì nữa? Ukraine không ăn nổi. Sao đánh lại NATO được anh? Thì Nga đâu tính đánh NATO đâu, Nga chỉ dọa NATO thôi. Có bao giờ bạn thấy Nga đánh NATO chưa? Từ cổ chí kim giờ Nga chưa quýnh NATO nha. Bạn nói về bằng vu khống NATO rồi đó. Tôi lộn xin lỗi. Bạn nói không đúng về Nga. NATO được thành lập vào khoảng năm 1945, 47, 46 gì đó. Không nhớ, lâu rồi. Từ đó tới bây giờ đâu có trận đánh nào giữa Nga với NATO đâu. Sau lưng Nga còn có Trung Quốc với Triều Tiên nên không ngán NATO nhé. Nó cái nhẹ đi mấy em. Mấy anh này đừng cái lộn, cứ mấy em cứ học cái cách của anh là bảo đảm là win à. Cái thôi, nói làm chi. Có những thằng không cần phải nói, hiểu không? Vì Nga tuyên bố chiến thắng rồi rút quân giống như năm 79, rồi nhìn 50 năm để làm ăn xong rồi tính tiếp. Rồi end game luôn. 50 năm. Nếu bạn nói có chữ 50 năm nữa end game luôn. Quá dài. Sao Mỹ không cho Ukraine F-35 bay qua Nga cho vui anh? Tại vì Mỹ sợ Nga giận nghe. Gì? Uka lại bị phục kích nữa rồi anh ơi. Cho cái link đi em. Nga và Ukraine sao rồi anh? Ukraine đang phản công, Nga đang bỏ chạy em. Thời điểm này mới nhất là lặng vậy thôi chứ chưa cập nhật gì mới nha. Nga đang rót mưa rocket với tên lửa xuống khu vực miền đông Ukraine. Quân Ukraine và người dân được lệnh ở yên dưới hầm. Vậy là Ukraine đang thủ, Nga đang đánh hả? Thì hết đợt rocket thì ra thôi chứ giờ sao? Thì giờ nói về pháo thì bên Nga nhiều hơn bên Ukraine chắc 10 lần. Thì như có tin là Ukraine bắt Nga đền 300 tỷ á. Cái gì đền? Bữa hổm đòi đền 1000 tỷ rồi chứ giỡn. Bữa hổm cái vụ mà là tiền tái thiết cho đất nước là 1000 tỷ. Đánh hoài chán thiệt. Thì chưa xong chứ phải đánh hoài, ta giải phóng đất nước mà ba ông giỡn hoài. Hồi đó chiến tranh Việt Nam mình cũng đánh mấy chục năm đó. Đúng không? Lãnh thổ thiêng liêng là cái không thể đem lên bàn đàm phán nói chuyện được. Em nhớ ngày xưa Mỹ ép mình đem lên bàn đàm phán nói chuyện, nó bắt mình này nọ kia quá trời đất không hay à. Nội chuyện đàm phán hiệp định Paris không, 5 năm trời. 5 năm trời mình đấu tranh gian khổ lắm mới có được kết quả đó. Từ những cái từ những cái sự khôn khéo trên bàn đàm phán, kết hợp với những cái gọi là những chiến thuật đẹp ở ngoài thực địa nữa thì mới đàm phán được. Chứ nếu mà thua thực địa còn gì nữa đâu đàm phán. Chắc là tạo điều kiện cho quân Nga di tản chiến thuật
buổi tối và pháo bất cập giữ để giữ Uren thì bình thường em, nói chung bình thường. Cái gì kêu hả? Ngoài không phải mới kêu hù hù gì kìa. Thật ra cú này Nga cũng tốn rất nhiều tiền chứ mà giỡn đâu, phát bắn đâu có trời ở đất. Bắn cái giống như là rồi con cái tin này nè, mấy em biết đúng hay sai anh nói ra nha. Cái tin này á là những cái đòn cấm vận của phương Tây á, nó cấm vận lên con chip. Mà nếu mà thiếu chip á, không có con chip đó đó thì vũ khí xịn xịn á nó gọi là nó work incorrectly. Incorrectly. Ha? Hiểu hiểu không? Tức là vũ khí xịn nó phải cần có chip. Dạ. Đó. Không biết là bên Thiên Triều có gánh tim này được hay không mà chip xịn nha. Còn chiến tranh này, cuộc chiến này thổi bay một đống tiền và một đống nhân mạng. Đố bạn của ai? Mà đối với tôi cái gì mà liên quan tới nhân mạng là không quy ra tiền được rồi đó. Yeah. Hiểu không? Mà thêm cái nữa đối với tôi á, mà cái chặng đường phía sau bước tiếp thế nào nữa nè. Sau cú này châu Âu sẽ gục ngã nặng nề. Châu Âu sau cú này châu Âu gục ngã, châu Âu sụp đổ, những dịch vụ làm visa lịch châu Âu đi bú luôn. Tinh phụ toàn bộ vùng xa, nó không có tiếng Anh vô là phải chậm lại nè. Toàn bộ vùng Zaporozhia, Donetsk, Kharkiv và kể cả thành phố Nga Belgorod lân cận bên kia biên giới bị mất điện hoàn toàn. Bị mất điện là do nhà máy điện bị sự cố hay là do người ta phải cúp điện để người ta làm một số chuyện bí mật? Em phải nói cho nó rõ nha. Cái gì Bồ Đào Nha chơi không men, Bồ Đào Nha và UK có contract tương quan quân sự Anh từ năm 1883-85. Có lộn số không? Mày số sao mắc vậy? Số đó như thời đó hình như chưa có Bồ Đào Nha luôn hay gì mà ơi. Cái thời gì ghê vậy? 1385 là thế kỷ 14 rồi hả? Nhưng khi Anh bị đánh thì ổng trung lập. À. Nói chung cái ông nội đó cũng nhỏ xíu à, nó vậy á. Thì vợ cũng vô NATO rồi đó, mấy ông đó giờ vô NATO hết rồi đó. Nhưng mà mới bị ông khè. Ông nói ông Spain là mỏm. Hứa cho nhiều mà cho trả bao nhiêu rồi đó. Đó nên cái ông Ben giờ ông mới cho ít đồ, cho mấy cái xe bọc thép rồi cho mấy cái pháo nhỏ nhỏ rồi đó. Thấy không? Rồi xong rồi dạy võ. Thôi cái màn mà dạy võ với cứu thương mấy em. Tức là trong trận chiến này tụi em không có biết đâu. Nhưng mà đương nhiên là lính Uran bị thương cả đống, đúng không? Bị thương rồi bệnh viện đâu trị cho họ. Thì họ sẽ được châu Âu trị một phần và dạy võ. Nên gọi là trong trận chiến này á, châu Âu anh thấy là Uran chơi cũng mát, cũng máu lửa đó. Nhưng mà có một cái là châu Âu giúp cũng nhiều quá. Chỉ có một cái là hai điểm mà châu Âu giúp chưa tới là gì? Vũ khí hạng nặng cho ít, chứ cái thứ hai đem quân tham chiến là không có thôi. Chứ còn mấy cái màn dạy võ với cho mượn tiền đồ liên tục luôn, với bông ăn thuốc đỏ đâu. Anh nghĩ Ả Rập có rén ai răng không? Ả Rập giờ nó giàu thế mẹ nó rén cái gì mày? Cuộc đời tao mới nghe mấy thằng giàu mà rén á, đúng không? Mấy thằng giàu á, bước một là gì? Đụng tới nó báo công an. Xong rồi bước hai á, nó lấy tiền chọi vô mặt. Rồi bước 3 đó, hai cái đó không phải phê, nó móc hàng nó quốc luôn. Còn cái nước nghèo á, chỉ có con đường móc hàng thôi à. Nên nó nói cái khác á, khi mà giàu qua drama với thằng nghèo á, ví dụ hai nước đi, thì thằng giàu nó quýnh tới 3 chiêu lận. Nghèo chỉ có 1 chiêu thôi. Chỉ có 1 chiêu à. Không, nghèo 2 chiêu lận em. Còn nữa thầy. Chiêu cuối cùng là chiêu chí phèo. Chiêu thả mấy nghèo nhất đi qua nghèo. Còn qua chiêu đó nữa. Căng lắm em. Hồi còn yếu thì Mỹ giúp đỡ cho Nga mạnh lên, ai ngờ giúp xong thấy Nga mạnh quá phải quay qua làm cho Nga yếu bớt, giống như kiểu Việt Nam quá nhiều năm. Khanh Nguyễn này, bà này Khanh Nguyễn hả? Anh sợ Bọt khó xử nên không yêu cầu kích hoạt hiệp ước. Mà thật ra thằng bọt bột gì? Ủa ai? Bồ Đào Nha hả? Portugal hả? Quốc gia là sự văn minh nhất vẫn phải có quân đội. Rõ ràng quân đội để bảo vệ lãnh thổ, đúng không? Thí dụ giờ mình gặp đầu gấu nó quýnh mình đi, thì một là mình đi báo công an là đúng rồi đó. Rồi xong rồi mình phải tự vệ mình chứ. Chứ nó đâu có nói nó quýnh mình cái nó rút đâu. Nên thí dụ như bạn đợi sau đi, để trận chiến này mình mới nói là
cái mấy bạn Uren nào đánh nó y bài, nó hợp lý ở những điểm nào. Nhưng mà giờ trong giai đoạn này thì thôi kệ, để cho hai bạn đó tập trung mà chiếm đất công thành đi. Theo Duy nghĩ nghề nghiệp có đánh giá được con người không? Có chứ không có trời. Giờ ông ngàn trộm tôi đánh giá không được không? Nó bữa nay có một thằng nào á, quận 12 á, nó cầm cái vật giống súng nó vô trong cửa hàng convenience store đó, nó nhón nữa rồi kìa. Bởi tôi nói các bạn á, là giờ kinh tế đang đi xuống, đúng không? Thất nghiệp thì tràn lan, người nghèo thì nó có đóng lên, khùng quá rồi bằng cụm xin đào tặc. Trong 2-3 ngày liên tiếp mà toàn là vật giống súng không à. Giờ em nợ nần quá, mới còn trẻ không biết làm gì để nhanh hết nợ, để em đi học cái nghề. Ù, mà còn trẻ mà nợ được hay gì ta? Hai bàn tay trắng làm nên một đống nợ. Sài Gòn thu nhập bao nhiêu mới đủ chỉ tiêu anh? Nói chung là chi tiêu thì do ăn xài, chứ giờ biết nhiêu em. Chứ anh thấy 30 triệu anh cũng thấy ngợp thở rồi đó. Có người 10 triệu người ta cảm thấy thoải mái, người ta hài lòng. Còn anh cảm thấy 30 triệu cũng thấy ná thở luôn. Người ta nói phi thương bất phú đúng không anh? Chứ làm văn phòng thật sự không giàu nổi. Cái câu đó của Thẩm Vạn Tam nói thôi em ơi. Ở bên phương Tây nó có nói câu này không em? Rồi sao rồi bao nhiêu thằng thương nó nhảy lầu kìa. Nói sao có mặt của vấn đề vậy? Bây giờ á, anh ví dụ anh đố mấy em giờ, nhân viên của heo quay với chủ của heo quay ai trầm cảm hơn? Nhân viên cỡ như trưởng phòng, phó giám đốc chi nhánh đồ mảng này mảng kia rồi thôi, làm công ăn lương thôi đó. Với giờ với chủ của heo quay thì ai trầm cảm hơn mấy em? Nên cái câu phi thương bất phú á, câu đó nói chung á, hồi xưa giờ nó câu là vậy đúng rồi, nhưng mà anh thấy nó chỉ xuất hiện ở phương Đông thôi. Cái thứ hai nữa là nó nói câu đó nghe mang tính chất lùa gì á. Còn ví dụ giờ á, người nào người ta giỏi đâu thành công hết á, có mấy người đâu có thương gì đâu, phú nó quá trời phú đó. Giờ Mike Tyson phú không? Đúng luôn. The Rock phú không? Đúng luôn. Messi phú không? Ronaldo phú không? Mbappe phú không? Không. Đôi chân pha lê Andre Robben phú không? Không thấy thương. Ribery phú không? Oliver Kahn phú không? Lập nghiệp với khởi nghiệp giống nhau không anh? Nói chung là theo mặt nghĩa thì thấy nó cũng như nhau. Còn theo bắt bẻ đó thì kiểu là nó khác nhau. Tức là khởi nghiệp là nghe nó một cái gì đó nó ghê ghê, nghe nó mang giá trị làm giàu. Còn lập nghiệp á là gì? Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá, tôi với anh hai người khó sống quá, nên tôi mới vào một chỗ khác để nương thân. Thì cái đó cũng gọi là lập nghiệp nha. Anh ơi, anh nghĩ sao về quan điểm của một tóc tóc cơ là làm tóc tóc khi còn đi học ạ? À? Thôi bỏ đi, đó không có trường tồn đâu con. Giờ con đi làm kiếm cái chữ đi cho nó, kiếm cái nghề. Rồi xong rồi con nuôi thân cho nó trường tồn, đừng có vô những cái ảo dùm cái ba má nhà yếu tim lắm. Nói chung ở một cái khía cạnh nào đó đó, thì người ta nói là gì? Tương lai mình chọn. Nhưng mà khổ một cái tụi bay ăn bám không mà chọn gì. Nếu mà tụi bay nói được cái câu tương lai mình chọn, thì tụi bay đừng có bám gia đình. Vậy tụi bay đúng. Sau này thất bại đừng quay về xin cơm, đừng mẹ ơi cứu con vỡ nợ rồi. Ok. Đó, nên anh nó sòng phẳng lắm, anh rất là tôn trọng hướng đi của các bạn lớn được, các bạn có quyền nhận định. Nhưng mà các bạn phải nhận định khi nào mà các bạn không lệ thuộc vào gia đình thì gia đình không quyền ép bạn. Thí dụ giờ bạn nói giờ con thích làm ca sĩ vậy đó. Sau gia đình cản đúng không? Nhưng mà giờ con không cần cha mẹ nuôi. Con thất bại con cũng về kiếm cha mẹ con hứa luôn. Vậy thì hỏi bạn, nó thất bại nó không đi kiếm cha mẹ nó, thì hỏi bạn nó thất bại nó kiếm gì? Ngành IT phần mềm còn thịnh được bao lâu nữa anh? Anh thấy có gì gọi là thịnh nữa, thịnh là sao? Thì IT phần cứng phần mềm hay phần vừa cứng vừa mềm gì? Hay là phần buổi sáng cứng, buổi trưa mềm thì cũng phải là đi làm mướn thôi chứ. Làm mướn một công ty trong nước, hai là công ty nước ngoài thôi chứ tự nhiên thịnh là thịnh sao? WinGroup thì gồm có là WinGroup thì Consist gì đó, WinHome, WinPearl, Win một đống luôn, and WinFast. Hồi xưa có công ty gì Landmark 81 nữa, nhiều lắm, một đống công ty luôn á, quá trời quá đất. Anh ơi mua đất nền với đất xào cái nào có lời hơn ạ? Không có công thức cái nào có lời hết đó con, chú thấy cái nào cũng nó cũng có mùi hết đó, chứ nó không có lời nha. Nhà em có ba lô Nova nên bán ăn chơi hay để anh Duy? Bán đi em. Anh ơi, em có 5 tỷ nên mua đất nền hay chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh anh? 5 tỷ hay đất nền mua được ở đâu ta?
Thì bây giờ em nhắm cái 5 tỷ đất nền mua được đâu thì anh cũng khuyên em nên mua đất nền. Tiền anh đi uống súp chắc mua được chung cư quận 2 quá. Chung cư quận 2 giờ nhiêu em? Sao mua nổi? Nghe nó 10 tỷ phải không? Thật ra giờ anh nói rồi, anh không còn cảm xúc để mua nhà. Anh nói thẳng với em luôn á, 2, 3 năm sau, 10 năm sau anh suy nghĩ sao anh không biết. Nhưng mà giờ anh không mua nhà nữa, anh nói em không còn chút xíu cảm xúc nào luôn á. Sau này ví dụ như mấy thằng cháu anh nó có đi du học bên Mỹ, anh mua cho nó một căn nhà vậy thôi à. Xong rồi anh qua bển, anh có gì anh ghé nhà đó nở. Mà anh đi bên Mỹ, anh đi tùm lum mang, anh đâu ở chỗ đâu. Đúng. Đó, nhưng mà anh sẽ mua một căn nhà bên Mỹ. Để cho kiến thức chứ có một chỗ chui ra chui vô cho mấy thằng cháu nó yên tâm nó học, hiểu không? Mua nhà mà mua chung cư chỉ anh, sao không mua nhà đất? Nói chung mua nào anh cũng mua đó. Nhà đất thì anh cũng mua rồi. Chung cư thì mua cái một chứ có gì đâu, nhưng mà mua để làm gì? Mà em công nhận bất động sản Việt Nam lên giá kinh. Em có một cái nhà ở quê, mẹ để lại 5 năm trước bán 300k, không ai mua bây giờ. Có người đòi mua 5 tỷ không hiểu nổi. Vậy có bán không?